Em là dòng giống lạc hồng, là dân nước Việt, con rồng cháu tiên. Năm châu bốn biển danh truyền, anh hùng nhân hậu, trung kiên hiếu hòa. Đó là thi phẩm Em là con gái Việt Nam, tác giả thầy Thích Chân Tính, qua phần trình bày của nghệ sĩ Ngọc Sao. Quyết làm thơm phần mã đào.